Năm 1979, chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra. Đặng Tiểu Bình tự tin tuyên bố với cả thế giới rằng Trung Quốc sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Nhưng sau cuộc chiến, Bắc Kinh lại lén lút giấu đi kết quả thực sự về cuộc chiến này và chỉ thông báo với thế giới rằng họ đã đạt được mục tiêu của mình. Nhưng ít ai biết rằng sau cuộc chiến biên giới khốc liệt năm nào, gần như Trung Quốc đã cấm khẩu tất cả những người có liên quan và che giấu sự nhục nhã sau trận thua trước Việt Nam. Bởi chỉ trong 2 ngày đầu cuộc chiến, PLA đã bị tổn thất khoảng 4.000 lính, làm chấn động cả quân ủy Trung ương Trung Quốc. Thế cục khi đó cho thấy rõ sự yếu kém của chính quyền Bắc Kinh và hàng loạt sai lầm trong chiến thuật quân sự của họ khi đối đầu với Việt Nam. Thậm chí, nhiều kẻ đã không chịu được áp lực khi đối đầu với một đội quân nhà nghề như Việt Nam nên đã bỏ chạy khỏi chiến trường. Dù Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận, nhưng chính những kẻ còn sống trở về từ chiến trường đã xác nhận những gì thực sự diễn ra vào giây phút đó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó trong video ngày hôm nay. Để tiến hành cuộc chiến tranh ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, huy động một lực lượng khổng lồ gồm 9 quân đoàn chủ lực tinh nhuệ, được coi là thiện chiến nhất của họ khi đó, cùng hàng ngàn xe tăng và hơn 2.880 khẩu pháo cỡ lớn. Theo tiết lộ trên báo chí chính thống Trung Quốc, gần đây thì việc tiến hành cái gọi là chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam đã được giới lãnh đạo tối cao quyết định tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 7 tháng 12 năm 1978 và mệnh lệnh đánh Việt Nam được ban hành vào ngày 8 tháng 12. Khi đó, do Trung Quốc mới ra khỏi 10 năm cách mạng văn hóa hỗn loạn mà quân đội Trung Quốc đã hơn 10 năm chưa đánh nhau lớn kể từ sau chiến tranh biên giới với Ấn Độ năm 1962. Chỉ có cuộc chiến nhỏ của Hải quân chiếm Hoàng Sa năm 1974, nên quân ủy Trung Quốc quyết định lấy nhiều đánh ít, dùng dao giết trâu mổ gà. Đặng Tiểu Bình khi đó là Phó Chủ tịch Quân ủy đã bổ nhiệm Hứa Thế Hữu, Tư lệnh Quân khu Quảng Châu làm Tổng chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới Quảng Tây, cánh quân phía Đông và gấp rút điều Tư lệnh Quân khu Vũ Hán Dương Đắc Chí, người đã từng là cố vấn quân sự giúp Việt Nam chống Pháp khi xưa, về làm Tư lệnh Quân khu Côn Minh thay tướng Vương Tất Thành, đảo vị trí cho Dương Đắc Chí làm Tư lệnh Quân khu Vũ Hán và đảm nhiệm chức Tổng chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới Vân Nam, cánh quân phía Tây. Cánh quân phía Đông, Quảng Tây do Hứa Thế Hữu chỉ huy gồm các quân đoàn 41, 42, 43, 54, 55 và 50, thiếu sư đoàn 149. Cánh quân phía Tây, Vân Nam do Dương Đắc Chí làm chỉ huy gồm các quân đoàn 11, 13, 14 và sư đoàn 149, quân đoàn 50 cùng với lực lượng biên phòng, dân binh với tổng số quân hơn 500.000, số đã tràn qua biên giới là 202.000. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã gặp phải một đối thủ đáng ngờm chính là quân đội Việt Nam, những người lính đã trưởng thành và thu được nhiều kinh nghiệm trong những cuộc chiến giành độc lập dân tộc trước quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam. Và giờ đây, những kinh nghiệm ấy đã được nhân lên trong cuộc chiến chống lại những đợt tấn công của kẻ thù phương Bắc. Trong hơn một tháng chiến tranh, các lực lượng Trung Quốc đã bị thiệt hại nặng nề. Theo số liệu tổng kết của Cục Hậu cần Quân khu Côn Minh được báo chí Trung Quốc dẫn lại, dù con số này kém xa thực tế thì họ bị chết 8.531 người, bị thương hơn 23.000, bình quân mỗi ngày có một trung đoàn bị loại khỏi vòng chiến, bị bắt làm tù binh 239, trong đó có 202 người ra hàng tập thể ở cùng đơn vị Trung đoàn 448, Sư đoàn 150, Quân khu Thành Đô. Nhiều tướng lĩnh đã bỏ trốn khỏi chiến trường, trong số đó có Dương Đắc Chí. Với việc nhậm chức Tư lệnh Quân khu Côn Minh, Dương Đắc Chí trở thành chỉ huy mặt trận phía Tây của Trung Quốc, hướng đánh từ Vân Nam trong cuộc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam nổ ra ngày 17 tháng 2 năm 1979. Song song với hướng phía Đông do Tư lệnh Quân khu Quảng Châu Hứa Thế Hữu điều khiển. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng tướng Vương Tất Thành trước đó đã dành toàn bộ thời gian 2 tháng cuối năm 1978 để cùng các thuộc cấp ở Côn Minh chuẩn bị cho các kế hoạch tác chiến quân sự khi xâm lược Việt Nam. Việc lâm trận thay tướng trong thời điểm này không chỉ bị cho là phạm vào đại kỵ của nhà binh, mà còn nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Ngày 31 tháng 12 năm 1978, Dương Đắc Chí, Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp tại Bắc Kinh thì nhận được thông báo đột xuất của Quân ủy yêu cầu họp khẩn trong đêm tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh và nhận được lệnh điều động chức vụ như trên. Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 1979, Dương lần lượt tìm gặp 4 nguyên soái Diêm Kiếm Anh, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Chăn, Lưu Bá Thừa và các Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương để báo cáo. Ngày 2 tháng 1, Dương đến thăm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân PLA Dương Dũng, khi ấy là cánh tay phải của Tổng Tham mưu trưởng Đặng Tiểu Bình trong công việc thường ngày tại Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan lên kế hoạch và trực tiếp chỉ huy hoạt động quân sự trong cuộc xâm lược. Dương Dũng tuyên bố Bộ Tổng Tham mưu toàn lực ủng hộ Dương Đắc Chí.
Ngày 3 tháng 1, Dương ngồi chuyên cơ trở về bàn giao công việc tại quân khu Vũ Hán. Đến sáng ngày 7 tháng 1, Dương tới quân khu Côn Minh chính thức bàn giao chức vụ với Vương Tất Thành, bắt đầu nhận các báo cáo đầu tiên về kế hoạch chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Dương Đắc Chí, sinh năm 1910, mất năm 1994, người Hồ Nam, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949, từng giữ nhiều chức vụ như Tư lệnh Quân khu Tế Nam, Vũ Hán, Côn Minh, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy, Ủy viên Quân ủy. Ngày 1 tháng 10 năm 1953, Dương Đắc Chí dẫn đầu đoàn đại biểu Chí nguyện quân tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên về nước dự kỷ niệm 4 năm Quốc khánh Trung Quốc. Trên lễ đài, Mao Trạch Đông giới thiệu với các lãnh đạo Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Đồng Tất Vũ. Người này là Dương Đắc Chí, đoàn trưởng Hồng Nhất Đoàn trong chiến dịch vượt sông Đại Độ, nay là Phó Tư lệnh Chí nguyện quân, trợ thủ của Bành Đức Hoài. Đến năm 1954, Dương được bổ nhiệm làm Tư lệnh Chí nguyện quân thay Bành Đức Hoài. Tư liệu của Nhân dân Nhật báo viết: Dương Đắc Chí 8 tuổi theo cha học rèn, 11 tuổi đi thải trâu thuê kiếm tiền, 14 tuổi làm thợ mỏ, 16 tuổi làm tiều phu, có khả năng vác 80kg hàng hóa đi chân trần di chuyển tới 25km. Tháng 2 năm 1928, Dương tham gia quân cách mạng Công Nông. Từ năm 1940, giữ nhiều chức vụ cao của Xô Viết Trung ương, căn cứ địa cách mạng Trung Quốc. Dương làm đến sư đoàn trưởng và được Mao Trạch Đông nhiều lần tán thưởng. Các chiến dịch vượt sông Đại Độ, Bình Hình Quan, Thượng Cam Lĩnh đều ghi nhận công tích của Dương, đưa Dương thành một trong số ít tướng lĩnh thực chiến nổi tiếng nhất trong quân đội Trung Quốc với hơn 3.000 chiến dịch lớn nhỏ đã tham gia. Nhân dân Nhật báo cho hay, sau khi kháng chiến chống Nhật nổ ra, Dương trở thành đoàn trưởng binh đoàn 685 thuộc sư 115 Bát Lộ Quân, tham gia tiêu diệt 1.000 quân địch trong chiến dịch Bình Hình Quan. Mùa thu năm 1947, Dương Đắc Chí chỉ huy dã chiến quân Tấn Sát Ký, chỉ các tỉnh Sơn Tây, Sáp Cáp Nhĩ, Hà Bắc, Trung Quốc, bao vây thị trấn Từ Thủy, phía bắc thành phố Bảo Định, Hà Bắc, đồng thời tham gia chiến dịch Thanh Phong Điếm, loại bỏ 1,7 vạn quân thuộc Quân đoàn 3 Quốc dân Đảng. Sau chiến tranh Triều Tiên, lý lịch của Dương Đắc Chí là chuỗi dài những tháng ngày ổn định và xa rời chiến sự. Được phong hàm Thượng tướng vào tháng 4 năm 1955, Dương trở thành Tư lệnh Quân khu Tế Nam. Từ năm 1969, Dương làm Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Sơn Đông, Tư lệnh Quân khu Vũ Hán. Dương Đắc Chí duy trì ổn định chức vụ này trong suốt 10 năm, cho đến khi nhận mệnh lệnh bất ngờ ra tiền tuyến trong cuộc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam. Thời điểm năm 1978-1979, trong số thập đại nguyên soái Trung Quốc còn tại nhiệm có 4 người: Diệp Kiếm Anh, 81 tuổi, Từ Hướng Tiền, 77 tuổi, Lưu Bá Thừa, 86 tuổi, Nhiếp Vinh Chăn, 79 tuổi. Nhóm khai quốc công thần này thâm căn cố đế trong các vị trí quyền lực nhất của quân ủy từ 16 đến 20 năm, nhưng tuổi tác quá lớn không cho phép họ nắm giữ vai trò chỉ huy quân sự của cuộc chiến. Trong số các đại tướng Trung Quốc cũng ghi nhận 4 nhân vật: Túc Dụ, 71 tuổi, Hoàng Khắc Thành, 76 tuổi, Đàm Chính, 72 tuổi, Tiêu Cần Quang, 75 tuổi. Trong đó chỉ có Túc Dụ làm ủy viên thường vụ quân ủy Trung ương. Ngoài ra, có 57 tướng lĩnh cấp trung tướng, thượng tướng khác. Tướng Vương Tất Thành, tiền nhiệm của Dương tại quân khu Côn Minh, là một trong những tướng lĩnh thân tín của đại tướng Túc Dụ, người được cho là giữ lập trường không tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam khi kế hoạch được biểu quyết ở quân ủy Trung ương. Phân tích trên trang đa chiều cho rằng đây là một phần nguyên nhân khiến Túc Dụ bị làm mờ nhạt vai trò trong hoạt động chỉ huy quân sự khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam, dù tướng này vẫn là thành viên quân ủy. Vương Tất Thành cũng bị loại khỏi cuộc chiến chỉ trước hơn một tháng. Bất chấp thực tế, Vương am hiểu lực lượng quân khu Côn Minh nhờ kinh nghiệm làm việc tại đây từ năm 1969 ở chức phó tư lệnh. Túc Dụ, dù từng giữ chức tổng tham mưu trưởng trong quá khứ và có kinh nghiệm chỉ huy quân sự cấp cao, đã không còn giữ được tiếng nói mạnh trong PLA từ sau khi bị đấu tố năm 1958 tại hội nghị nguyên soái mở rộng, khiến Túc mất chức và bị giáng thành Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc. Hứa Thế Hữu, 74 tuổi và Dương Đắc Chí, 70 tuổi, dường như là những lựa chọn số ít hội đủ điều kiện làm chỉ huy tiền tuyến của quân đội Trung Quốc thời điểm đó. Có kinh nghiệm trận mạc, mang hàm thượng tướng, là thành viên quân ủy Trung ương và trung thành với Đặng Tiểu Bình. Trần Tích Liên, sinh năm 1915, một tướng lĩnh trẻ hơn và là tư lệnh quân khu Bắc Kinh thì ủng hộ Chủ tịch Đảng Hoa Quốc Phong và Phó Chủ tịch Uông Đông Hưng, không ủng hộ Đặng Tiểu Bình nắm quyền lực lớn trong đảng. Xâm lược Việt Nam là cuộc chiến tranh đầu tiên PLA tổ chức hành động quân sự quy mô lớn ở khu vực địa hình đồi núi và rừng rậm nhiệt đới. Trung Quốc không có nhiều kinh nghiệm trước đó trên loại địa hình này, khiến công việc của Dương Đắc Chí được mô tả là rối như tơ vò. Dù theo nhiều tư liệu tại Trung Quốc, Dương được cho là đã có cơ hội đến Việt Nam trong giai đoạn Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ vào thập niên 1960 và có sự am hiểu nhất định đối với địa hình cũng như tình hình quân sự khu vực phía Bắc Việt Nam.
sau khi đến quân khu Côn Minh ngày 7 tháng 1 năm 1979. Hôm sau, Dương dẫn theo các chỉ huy quân khu liên tục đi khảo sát địa hình, các địa điểm công kích, lên phương án tấn công, sửa kế hoạch tác chiến, hoạt động hết sức căng thẳng. Ngày 14 tháng 1, Dương tháp tùng các phó tổng tham mưu trưởng Dương Dũng, Hà Chính Văn đi dò xét tình hình biên giới, sẵn sàng cho cuộc xâm lược. Ngày 17 tháng 2, hàng trăm nghìn quân Trung Quốc ồ ạt tràn sang xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, theo hai hướng Quảng Tây, Vân Nam. Sau ngày mở màn chiến tranh biên giới năm 1979, Dương Đắc Chí ngày đêm quan sát chiến sự, tính toán hoạt động điều phối binh lực. Nhân dân nhật báo cho hay, Dương vốn có bệnh dạ dày nghiêm trọng, hoạt động quân sự cao độ và căng thẳng mệt mỏi trong nhiều ngày, cộng thêm độ cao của các vùng núi biên giới hai nước, viên tướng già 70 tuổi đã gục ngã. Đêm ngày 25 tháng 2, Dương Đắc Chí liên tục bị đi ngoài ra máu. Đến sáng sớm ngày 26, do mất máu quá nhiều, Dương rơi vào tình trạng suy tim, được bác sĩ chẩn đoán nghiêm trọng. Ngay sáng 26, Quân ủy Trung ương Trung Quốc phái nhóm chuyên gia của Bệnh viện 301 Quân Giải phóng ngồi chuyên cơ khẩn cấp đến Vân Nam, bí mật đưa Dương Đắc Chí về Bắc Kinh cứu chữa. Ngày 27, Dương mới tạm thời ổn định, chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Chỉ một tuần sau khi phát động xâm lược Việt Nam, chiến tướng Dương Đắc Chí đã gần như bị loại khỏi cuộc chiến và chỉ nhận báo cáo từ giường bệnh. Quyền chỉ huy quân khu Côn Minh được giao cho hai phó tư lệnh Trương Tha Tú, Cha Ngọc Thăng. Ngày 5 tháng 3, Trung Quốc ra lệnh rút toàn bộ binh lực xâm lược Việt Nam về nước. Dù chỉ huy thực tế chiến tuyến phía Tây được hơn 40 ngày, tính từ ngày 7 tháng 1 và chỉ hơn 7 ngày chiến sự thực tế. Nhưng sau này, khi Trung Quốc luận công cho các tướng lĩnh xâm lược này, Dương vẫn được ban thưởng làm Tổng tham mưu trưởng quân đội thay vị trí của Đặng Tiểu Bình, trong khi Đặng đã kiểm soát được quyền lực tuyệt đối trong đảng. Trên thực tế, quân đội Trung Quốc ở cả hai chiến tuyến của Dương Đắc Chí và Hứa Thế Hữu đã bị thiệt hại hết sức nặng nề khi tấn công xâm lược Việt Nam và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân và dân ta. Trong đó, PLA có 9 quân đoàn chủ lực bị tổn thất, 62.500 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu, 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn bị tiêu diệt hoặc thiệt hại nặng, 550 xe quân sự bị phá hủy, trong đó có 280 xe tăng và xe bọc thép, 115 khẩu pháo và cối hạng nặng bị phá hủy. Trang quân sự Silu, Trung Quốc bình luận, trong vấn đề thương vong do chiến tuyến phía đông của Hứa Thế Hữu bị tổn thất chiếm tỷ lệ quá lớn so với phía Tây, thậm chí xuất hiện tình huống toàn đơn vị bị bắt sống. Cũng nhờ thành tích thương vong ít hơn Hứa, Dương Đắc Chí mới được làm Tổng tham mưu trưởng, phó chánh văn phòng quân ủy. Thất bại chiến thuật trong cuộc xâm lược Việt Nam là một trong những bài học đắt giá cho PLA trên phương diện hiệp đồng nhiều quân chủng. Lực lượng Việt Nam không thể nằm im chịu trận như một số lãnh đạo quân sự Trung Quốc ảo tưởng. Một phân tích trên trang blog của Nhân dân Nhật báo chỉ ra, các lực lượng của Việt Nam trong 3 ngày đầu đã khiến 10 sĩ quan chỉ huy cấp sư đoàn của Trung Quốc thiệt mạng. Đặc biệt, lực lượng hậu cần của Trung Quốc bị các đội du kích của Việt Nam tấn công hết sức thê thảm. Trang Epoch Times nhận xét, địa hình đồi núi Việt Nam nhiều hang động, cộng thêm việc Việt Nam dành nhiều năm xây dựng công sự đã biến vùng núi phía Bắc thành chuỗi các hang động thông nhau, trở thành địa lợi đắc lực cho chiến thuật của quân dân Việt Nam. Sau khi đại quân Trung Quốc di chuyển qua, các nhóm du kích Việt Nam sẽ tập kích các đơn vị hậu cần của địch, cắt đứt tuyến tiếp tế và gây khó khăn cực lớn cho việc tiến quân của PLA. Sự thiếu thốn về quân trang, quân dụng và lương thực đã trở thành nỗi ám ảnh của lính Trung Quốc trong cuộc chiến tranh này. Phía Trung Quốc đã sớm nhận ra mức độ khắc nghiệt của cuộc chiến khi phải đi một đôi giày và mặc một bộ quần áo trong suốt hơn 10 ngày. Bên cạnh đó là việc thiếu lương thực và nước uống. Việt Nam đã chiến đấu quả cảm trước quân Trung Quốc. Chưa tới một tuần tham chiến khi chiến dịch bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, các đơn vị Trung Quốc bắt đầu kêu ca về tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Đơn vị 53514, quân đoàn 55 Trung Quốc tham gia trận đánh ở điểm cao chiến lược gần Lạng Sơn báo cáo cho biết. Đơn vị cấp cao đã không gửi thức ăn trong nhiều ngày và binh lính đã không được ăn trong 2 ngày qua. Đơn vị 53515 cũng báo cáo về tình trạng thiếu hụt lương thực và thức uống tương tự. Trên tờ The Paper Trung Quốc, Kim Đức Vinh, một cựu chiến binh Trung Quốc tham gia xâm lược Việt Nam năm 1979 hồi tưởng. Trên chiến trường không có gì để ăn, bò rừng trở thành lương thực tốt nhất vào thời điểm đó. Nhưng thường thịt bò được nướng mới 9 giờ đã phải lên đường. Ngay cả khi miếng thịt còn vương máu cũng không ai nỡ vứt đi. Mọi người đều bỏ thịt bò vào hộp đạn súng tiểu liên vừa đi vừa ăn. Do ăn sống nên binh lính Trung Quốc thường gặp bệnh tiêu chảy. Khi đó rất nhiều binh sĩ bị tiêu chảy nặng. Tôi cũng bị tiêu chảy, quần bẩn thì lột quần từ các thi thể để mặc. Đây là điều phổ biến trên chiến trường. Trên thực tế, hệ thống hậu cần của Trung Quốc mặc dù tuyến tiếp ứng chỉ cách Việt Nam 4-5 km, và cách đường dây bằng tường chỉ chưa tới 30 km, rõ ràng đã thất bại.
Tình trạng này xảy ra gần Lạng Sơn, nhưng hệ thống hậu cần yếu kém đã gây ra những sự vụ tương tự ở các địa bàn khác như Lào Cai hay Cao Bằng. Nhìn lại bức tranh tổng quát cho cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, ông nhận định Việt Nam chẳng những không phải học bài học nào của Trung Quốc như giới cầm quyền Bắc Kinh dọa nạt, mà ngược lại, Hà Nội còn dạy cho Bắc Kinh một bài học. Rõ ràng, quân đội Trung Quốc khi đó thực tế không đủ khả năng và trình độ để thực hiện một cuộc chiến tranh hiện đại. Những tổn thất nặng nề mà họ phải hứng chịu trong cuộc chiến, cũng như sự thất bại về vũ khí và chiến thuật là lời cảnh báo về sự lạc hậu của quân đội Trung Quốc. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cũng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ.